Đây là các mẫu dép thể thao hiện tại đang bán và ví dụ như mẫu này là mẫu mẫu đục lỗ này, mẫu dép đục lỗ là đế đế xốp này, khoai này bằng chất liệu da không thấm nước. Ví dụ mẫu này thì các bạn có thể đi nước được, chất liệu đế rất là nhẹ. Này nó có các cái màu đỏ này, màu đen, màu trắng xanh, màu ghi đế chuối. Tiếp theo là mẫu Dat Revo Super Cloud đục lỗ. Mẫu này đế đục lỗ nhưng mà quai nó không 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 có lỗ như mẫu kia. Cái này cũng là đế xốp nhẹ và chống nước. Đây đế đục lỗ đi rất mát thoáng chân. Này có màu đỏ này, màu xanh, màu đen, màu xanh. Cũng phiên bản này thì có mẫu quai hoa, quai kiểu dần di này nữa, màu đỏ, màu ghi, màu xanh, màu trắng. Các bạn có thể thấy là nó rất là nhẹ, đi rất nhẹ mà êm chân. Còn đây là mẫu Poacher Design có 4 màu: màu trắng, màu ghi, màu tím than, màu đen. Cái này loại này đi cũng êm. Loại này là quai dán đế lỗ. Này mình có thể bóc ra để dán lại đây. Cái này hiện tại thì có 6 màu nhưng mà hiện tại đang hết hàng, thì còn có 3 màu: màu xanh, màu đỏ. Loại này đi cũng êm, đế nó tương đối êm. Đây là các mẫu dép, còn đây là các mẫu tông. Tông có tông của Nike và tông của Adidas. Đây là tông của Adidas. Đây là tông của Poacher Puma. Đây là mẫu tông của Nike. Thì cái tông này đế nó cũng là chất liệu đế xốp nhẹ, chịu nước được, đi nước được. Quai của nó là loại quai da, vừa đẹp mà nhẹ, đi rất thoáng. Đây, có màu này, nó loại đế trắng, loại đế trắng, loại đế trắng, loại đế đen. Cái này cũng là quai dán này, là just do it, quai dán đế rất êm. Này có màu 1, 2, 3, 4, 5 màu, 6 màu. Màu xanh, xanh đậm.
đen, màu đỏ, màu ghi, màu trắng.